Chúng tôi đã chế tạo Bugatti Chiron, LaFerrari, Pagani, tất cả đều làm từ đất sét. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ quyết định chế tạo một chiếc Ford Mustang GT500 phiên bản đặc biệt. Bây giờ mình sẽ chế một chiếc siêu xe xem có kiếm được người yêu mọi người nhá. Trình bình thế. Và ngày hôm nay thì bên cạnh mình đây là một chiếc Toyota Crown cũ mọi người nhé. Và đây sẽ là chiếc xe mà mình sử dụng cho cái dự án lần này, sẽ biến đổi nó trở thành một chiếc siêu phẩm mọi người ạ. Đầu tiên thì bọn mình sẽ tiến hành là tháo rời toàn bộ những cái chi tiết mà không liên quan nhé. Cơ này bọn mình sẽ biến chiếc xe thành một siêu phẩm mọi người nhá. Cái đầu 14 đúng không? Đúng rồi. Đấy, được đấy. Ra luôn đấy. Nhiều đậm trâu. Có cái keo nó dính chắc quá nên bọn mình phải tiến hành là đưa nó ra mới được nhé. Ôi. Đấy anh em này, vỡ luôn đi, vỡ hết rồi, không sử dụng được nữa rồi. để lấy cái vị trí mà mình ngồi để kiểm tra cái động cơ này mọi người nhé. Mình phải bơm vào để cho nụ tí ở drip nha. Vào đây. À vào đầu bắt được bên sau. Ok anh em ạ, và bây giờ thì mình sẽ phải kiểm tra lại cái động cơ này xem nó có hoạt động ổn định hay không, tại vì mình đã tháo ra toàn bộ rồi mà không biết là có bị liên quan đến chi tiết điện nào hay không mọi người nhé. Bây giờ thì test thử qua cái máy này. Ai, chúng ta chạy thử xem nào. Cái này không có gì, mình phải bám chắc vào đây mọi người ạ. Mát lắm anh em ạ, cái này ngoài không khí nó ngoài trời mát lắm. Đi thôi. À, chết chưa? À, được của nó đấy. Mà bọn mình tháo ra về là cũng an toàn đấy nhỉ. Nếu khi tháo ra mà nó không nổ máy mới lo chứ. Nhưng mà mình đi về chỗ đội xe không kín nhỉ. Chỗ đội xe không. Là toàn bộ những cái hệ thống hoạt động của nó đấy. Đấy, đường sau kia là nó trơ ra, cái này ngay trục cắt đăng không nó chạy. Là khi ra về mát thật đấy nhỉ. Đến là ổ voi này. Ổ voi. Đấy. À, được đấy. Khá xịn đấy. Ôi trời ơi. Đấy, bọn mình vừa ra một cái bãi đất trống, bọn mình test thử động cơ. Này, đất luôn cái bô ra này. Cái bô đằng sau á. Thôi rồi, thôi rồi. Quả bô này hỏng rồi. Quả bô này đúng là hỏng thật rồi. Bô chỉ tam nạ vàng. Ôi, gãy là vậy thì hỏng rồi. Bồ việc vậy. Ô như vậy mà nó vẫn còn một cái ống xả nữa đâm màn vẫn đồng bồ hơi trong ấy. Hình như nó vẫn còn ở trên, nó ở trên kia phải không? Bên trong này bồ hơi ngoài cái ống xả. Trên đây vẫn kiểu như là vẫn hở sao? Đấy nhá mọi người nhá, bọn mình vào cái bãi đất như này bọn mình xoay tròn xiếc xe thôi, tôi test thử phanh mọi thứ của nó. Qua hai cái cách đăng này trông hay thật. Con xe này nó cầu sau nữa, chất lượng là phải không? Khi hết dầu nó thua. Mình đang thử nghiệm cái động cơ này và nó vẫn hoạt động khá là ổn định đấy. Vừa rồi thì có cho anh em một cái bài test ở cái bãi đất như này. Đấy, tức là hệ thống phanh của nó thì ok, nó đã hoạt động rất là tốt. Đấy, mọi người nhá. Tháo toàn bộ cái khung vỏ đấy này thì nhìn chiếc xe nó được gọn gàng hơn và nó nhẹ hơn mọi người ạ. Khá là ok luôn. Đấy. Bánh lốp vẫn còn giá khá là ok mọi người nhá. Rất là bán được tiền đấy. Đấy. Nhìn nhá. Vừa rồi thì bọn mình có thử nghiệm vào bị đất cái ống xả của nó. Đây này, dụng hẳn ống xả ra. Đây này. Tại vì cũng có thể đây là cái ống xả này nó bị khá là kém rồi. Đấy, đất luôn các bạn ống xả ra này. Đấy. Nóng lắm, ống xả này khá là nóng luôn. Ổn áp đấy. Cái như này là mình về thiết kế lên khung xe luôn là ok nhỉ. Đỡ phải thiết kế như kiểu quá là ngon luôn. Ừ, quá là ngon luôn. Nhưng mà nhìn cái khung gầm này nhìn uy tín nhỉ. Uy tín hơn là gì? Nào là đồ của tô nó vẫn khác ấy. Vừa rồi vận hành máy thì thấy như nào? Khá là mượt bởi vì kiểu là trước đây thì mình vẫn còn cái bộ khung của nó đấy, nó khá là nặng nhưng mà cái này mình tháo ra rồi thì mình grip rất là dễ luôn anh em ạ. Rất là dễ. Đấy. Nhưng mà mình đã phải chọn một cái bãi đất như thế này và đảm bảo được là bọn mình bao quát toàn bộ xung quanh, bọn mình đã thử nghiệm cái phanh cho anh em xem mọi người nhé. Ok, tuyệt vời đấy. Yeah. Hôm nay bọn mình sẽ thử đi test thử ở ngoài trời xem khi nó có hoạt động ổn định hay không, để sau này bọn mình còn có cơ hội để làm những cái chiếc xe nó cũng không cần phải mui trần như thế này, cũng cần phải mui như thế này, làm xe mui trần, chứ làm xe mui trần nó đẹp đẹp hơn. Có tội cái xe này là không đi được trời mưa. Thì không nào chạy được bởi vì phải tháo hết. Và đây trước tiên nó có cái lý người ta làm để sử dụng mình nhất tí hết. Và cái thước lái này khi tháo ra bọn mình chắc cũng phải chỉnh sửa. Cái thì đấy anh em ạ, vừa rồi thì mình đã kiểm tra test cái hệ thống khung gầm này, nó hoạt động nhìn khá là ok đấy. Và nó cũng sẽ là cái tiền đề và tốt cho mình phát triển lên một cái sản phẩm ok. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đem xe vào gara để kiểm tra và tháo nốt những chi tiết còn lại. Ok mọi người nhá. Đấy, đi thôi. Đấy, xe mui trần này. Đấy. Ok, bye bye. Xin chào mọi người, xin chào mọi người nhá. Chào anh em. Và hiện tại thì bọn mình bắt đầu là tháo những cái chi tiết còn lại của chiếc xe ra. Đây này, toàn bộ những cái chi tiết sắt cũ này. Đang đánh dấu những cái chi tiết dây điện này lại nhé mọi người nhá. Đấy. ra. Mình đang nâng lên nhá, để bắt đầu là tháo gầm ghế ra. Mình vừa mới tháo những cái chi tiết còn lại của xe rồi nhá. Cái này thì nó chỉ còn một cái cục máy thôi mọi người ạ, gắn liền với cái khung kia. Cái này nếu mà lắp vào mà chạy phát nữa thì cũng hay luôn nè. Đấy, anh em thấy ok không? Khá là cứng luôn đấy. Đấy, hiện tại đây là cái phần khung gầm mà mình sẽ sử dụng cho cái dự án chế tạo chiếc Ford Mustang mọi người nhá. Đấy, hiện tại thì nó khá là cứng chắc nhưng mà nó bị rỉ sét rồi. Mọi người có thể nhìn thấy rằng lát nữa mình sẽ phải vệ sinh qua cho nó được ok đi. Đấy, ngày hôm nay thì hiện tại nó tháo toàn bộ chi tiết ra rồi, không thể hoạt động được. Và bây giờ thì hiện tại bọn mình đang thiết kế lại cái két nước này, mọi người thấy không? Tại thì mình đang chỉnh cái ga của nó anh em ạ, nó để cho nó một độ ổn định nhất để mọi người nhìn cao kia. Gầm đấy nó khá là cũ và lâu năm rồi, mình sẽ xử lý qua và những chi tiết nào mà cần phải khắc phục như kiểu hàn thêm thì mình sẽ hàn vào mọi người nhé. Mọi người có thể tìm thấy cái này toàn bộ khung gầm nó sét rỉ rồi. We're hanging by a thread, and the words you said are spinning in my head. I just wanna pull you closer in this bed. Take me back into your heart, and I'll never let you down. Let you down. Let you down. And I'll never let you down. Let you down. Take me back into your heart, and I'll never let you down. Just last week you called me, the way you're talking's driving me insane. Hello. Just last week you called me, the way you're talking's driving me insane. Hello. Even if we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, take me back into your arms, and I'll never let you down, let you down, let you down, and I'll never let you down, let you down, take me back into your arms, and I'll never let you down, let you down, we're hanging by a thread, and the words you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, Việt Nam mọi người nhé. Và mình có vệ sinh qua toàn bộ hệ thống treo của chiếc xe mọi người nhé, cũng như là hệ thống khung sườn này. Sau đó là để tiến hành vào cái giai đoạn sơn lại. Ở đây thì cái vị trí này nó bị bục này, chúng bỏ ra cho các bạn xem. Đấy, nó bị bục như thế này. Bây giờ mình sẽ hàn lại những cái vị trí này nhá, hàn cho nó chắc chắn là cái phần khung gầm này, để cho tránh bị mối mọt. Đấy. Bọn mình sẽ hàn qua toàn bộ những cái chi tiết mà bọn mình cảm thấy là nó chưa đủ chắc chắn. Đấy, như này thì khá là ok luôn. Phải nới ra cái bề ngang của nó, vì đây là một cái chi tiết mà bọn mình đã tự chế tạo để gia tăng cái kích thước về bề ngang của chiếc xe. Đấy, đấy, bọn mình lắp vào như này thì sẽ gia tăng được mỗi bên là 10 cm. Như vậy là bọn mình đã vừa hoàn thành cái việc mà gia tăng kích thước bề ngang của chiếc xe nhé. Cả phía trước này này mọi người ơi, cả cái hệ thống càng A này đã được chỉnh sửa rồi. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy, để gia tăng ra hai bên, cũng như là đằng sau này, cái bộ pacer này. Đấy, khá là uy tín luôn mọi người nhé. Bây giờ thì bọn mình sẽ tiến hành là lắp những cái bánh xe vào để kiểm tra. Ok không? Hiện tại thì bề ngang của chiếc xe này khá là ổn rồi, nó rộng ra rất là nhiều. Bây giờ thì chúng mình sẽ tiến hành là lắp cái ghế này vào, lắp cả bình xăng vào nữa để tiến hành là chạy ra ngoài để test lại một lần nữa mọi người nhé. Đấy. Bây giờ chúng mình sẽ hạ cái xe này xuống để xem cái lực giảm sóc khi mình nới ra hai bên của cái pacer đấy nó có được đẹp hay không. Đấy. Trước khi gì mình phải nâng lên để lấy gạch ra nhá. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Đấy. Xịn xò thế nhỉ. Đấy các bạn thấy không? Hiện tại bọn mình đã mở rộng kích thước bề ngang của chiếc xe nhá. Đấy, nó rất là rộng rãi bằng hai bên rồi. Và bây giờ thì bọn mình sẽ tiến hành là thử nghiệm lại toàn bộ cái hệ thống khung gầm này, nó hoạt động nó ok không mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đội mũ bảo hiểm về để cho nó an toàn nhá. Trong khi cái xe này nó còn chưa có mùi. Đấy, bây giờ mình sẽ show một lượt cho anh em xem là trước khi mình khởi động và đi ra ngoài đường để test thử nó như thế nào. Và kia là tay lái Mr. Dome, người đã drift ở những video trước cho anh em xem. Đấy. Ra thôi đúng không? Đấy. Đấy. Thử phanh đấy nhá, cứ thử phanh thoải mái nhá. Ok. Lên nhá, để trải nghiệm nhá. Đấy. Ok. Tiến ơi. Và đây là tốc độ. Đấy. Tiến ơi. Ha 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 ha. Xịn xò đấy anh em ạ. Đây là bánh trước nhá. Sau khi mình làm càng ngang. Hai bên bánh. Đây là hoạt động của bánh trước của bên này. Con máy này mình đã đổ nước mát vào rồi thì rất là ok rồi. Và đây là vị trí của người lái chiếc xe. Nùng thấy cảm giác lái thế nào? Hay. Có thấy nó có khác biệt mấy này khi mà mình chưa nảy ra hai bên không? Chỗ rộng ra vậy, chỗ hay hơn đấy chú ạ. À, thoải mái hơn đấy. Thoải mái dễ lái hơn mà. Đấy, nó hay hơn. Ừ. À, đây là lái mình đang thì làm tạm thời và để chạy thôi. Nhưng mà thực ra thì con xe này đấy mình sẽ phải chỉnh đốn lại cái phần vô lăng này cho nó ok phải không Nùng? Đúng rồi. Chụp cắt đăng nhá. Đấy. Các đăng nó màu đen như thế này thì anh em có phát hiện được cái chiều quay của nó. Đấy, ok chưa? Xịn xò chưa? Về phần lốc máy thì bọn mình chưa có sơn vàng. Mình đã tháo ra thì mất mấy ngày vậy, 4-5 ngày đấy đủ vậy. Tháo ra xử lý vào tại cả nga và cái sơn đằng sau rồi này. Nó mất tầm 4 ngày đấy, 4-5 ngày đấy. 4-5 ngày đấy. Nhưng mà cảm thấy nó được như này là mình cũng thấy là ok rồi nhỉ. Okay luôn. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ để xuống. Cái quạt kia nó bị hơi bị nặng nhỉ. Ôi, chị chưa? Đấy, phanh là dính luôn. Đấy, phát nữa đây, phát nữa. Đấy, nó có vi sai nên là khi mà một bánh nó bám chặt thì một bánh bên kia sẽ xoay nhá. Đây mình sẽ cho anh em xem lại cái cầu là cầu bị sai này. Nào, chơi đi. Ác liệt chưa? Quá là khiếp khủng luôn. Độ dơ của nó không có đâu. Mình sẽ lên mình đi tiếp để trải nghiệm cho anh em xem nhá. Rồi. Chơi đi. Ui, thật là xịn xò. Đấy anh em ạ, cái dây cula này nó kêu két két này. Mình sẽ phải mua một cái gì nhỉ? Mua cái hình như cái dầu người ta bán trên mạng, cái quảng cáo đấy, không biết có thật hay không. Nhưng mà khi cái đấy vào thì nó sẽ không kêu và nó độ bám dây cula tốt hơn nhé. Đấy, cảm nhận xịn xò chưa? Qua chạy một hồi thì bọn mình cũng phải kiểm tra lại xem nó có những cái gì nó bị ốc ác nó như thế nào không. Ổn áp, ok đấy. Về đấy, cơ này bọn mình sẽ lên xe và đi về nhá. Tiếp tục lên đường. Đấy cả nga đấy anh em ạ. Khi mà mình nới ra và cân chỉnh lại hai bên. Tuy mình làm vậy nhưng mà chủ yếu là người lái cảm nhận được cái góc độ của nó, cảm thấy nó ok là mình yên tâm rồi. Khá là ngon đấy anh em ạ. cái gì mà nó chưa được ok thì mình về mình còn chỉnh sửa chứ, đúng không? Đúng rồi, nhưng thế này là quá ngon rồi, bởi vì cái hệ thống này là hệ thống của con xe cũ à. Đúng rồi. Cho nên nó khá là êm ái anh em ạ. Nó không như mấy con xe trước đây mình xử lý đấy. Những con xe trước đây mình làm ấy thì là kiểu những cái bộ hệ thống giảm tốc của nó không được êm như cái kiểu xe zin này anh em ạ. Đúng rồi. Đó là cái cột cứng mà. Đúng rồi. Đấy thì cái này của mình nó quá lò xo mới lại cái cột giảm chấn. Chủ yếu là giảm chấn bằng lò xo. Đúng rồi. Nhún độ sóc hết là bằng lò xo. Với lại giảm chấn lắc là do nó có cái cục giảm chấn cho nên nó rất là ok luôn. Còn góc này là cái gọi là cái pass đi, nhưng mà thường người ta gọi là facer gì ấy, là nó khá là ok, không lắc tí nào luôn anh em ạ, mà độ chắc chắn của nó rất là đảm bảo. Đấy, cho nên là mình rất là tự tin về cái pass của bọn mình chế nhé. Góc người lái ngồi rất là thoải mái, đúng không? Khá là ok đấy anh em ạ. Đấy, bọn mình là chạy một đoạn và kiểm tra chất lượng của nó. Thì hiện tại là như thế Nùng nói là cái cảm giác lái rất là ok. Và cũng không thấy có gì biến đổi nhiều về với độ sai số về khung gầm, chủ yếu là về tốc độ an toàn là vẫn ok nhé mọi người nhé. Đấy, khi mở rộng chiếc xe ra thì cái khoảng xe nó chiếm nhiều diện tích mặt đường nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ lái nó sẽ sướng hơn rồi. Đấy, còn như xe nhỏ nó ấy. Ok không? Khi lái xong thì có cảm nhận thế nào? Ok luôn anh em ạ. Khá là xịn đấy. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn nhé. Yeah. Hiện tại thì bọn mình những cái cơ cấu của bình ắc quy rồi mọi thứ là bọn mình vẫn còn để tạm như này. Sau khi mà hoàn thiện thì mình sẽ cho nó vào gọn vào một chỗ hết. Cái lốp này. Cái lốp này thì bọn mình chỉ để chạy tạm thôi, thì nó bị nứt chạy tạm thôi, lốp này mình sẽ không dùng nhá. Đấy. Để chạy thử, test thử thôi. Test thử cái độ hoạt động của nó. Sau khi test thử thì mình cũng phải kiểm tra lại cái pacer này xem thế nào. Khá là an toàn đấy. Đấy, cả hai bên khá là an toàn, không thấy lăng long ốc. Đấy. Ok nhá. Chú Lợi không? Đúng rồi, nói với cháu này. 1, 2, 3, nói đi. Đấy, sau khi bọn mình đã chạy được một vòng cũng khá là xa, khoảng 30-40 cây rồi đấy. Quay về thì cái độ an toàn của nó mình cảm thấy là rất là ok luôn, chắc chắn. Về phần mở rộng lưới, lỏng bánh xe đang hai bên rộng ra thì cái độ bám đường của nó lại tăng lên rất là nhiều luôn. Ok chưa anh em ơi? Vừa rồi thì bọn mình đã kiểm tra lại cái phần khung gầm này sau khi mà bọn mình đã tiến hành cái việc mà cải tạo lại về kích thước này, về những cái chi tiết mà mình cần phải chỉnh sửa để cho phù hợp với cái dự án lần này của mình mọi người nhé. Đấy, về tổng thể thì mình thấy khá là ok rồi. Và các bạn có thấy cần chỉnh sửa hay là cũng thêm cái gì không để ý kiến dưới phần bình luận giúp bọn mình nhé. Đấy, và đây là phần đầu tiên của cái series chế tạo một chiếc siêu xe. Và đây là Ford Mustang mọi người nhé. Bye bye anh em, hẹn em ở clip tiếp theo nhé. Bye bye, see you. Bye bye. Sau này nó có cao quá không sợ đâu, bởi vì cái khoảng này nhịp bước vào quan trọng, trọng là giữa này cái nhịp bước vào này thôi quan trọng nhất. Ấy với gọi là giảm sóc được nha. Sao anh em